Rồi hello, chào anh em. Hôm nay thì sẽ tới lượt chị Gió nha anh em ơi. Chị Gió hôm nay sẽ không biết chị Gió sẽ làm hôm nay đãi anh em món gì đây. Thế chị Gió giới thiệu sơ qua nha anh em. Hôm ngủ mơ thấy thèm bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm hả? Bây giờ mình làm món bún đậu mắm tôm đi. Sáng giờ là chuẩn bị nguyên liệu sẵn luôn hả Út? Chuẩn bị luôn. Cũng ram nè. Và cũng máu chiên luôn đúng không? Máu chiên xem. Thịt ba chỉ, máu luộc xem. Dôi sụn và đậu hũ. Rồi. Máu chiên luôn. Món này nghe nói là món sở trường của em nhưng Út chuyên bả của hiểu sao vậy? Đúng rồi anh, món sở trường. Món sở trường hả? À? Rồi để hôm nay bây giờ Út sẽ set up một cái mâm bún đậu mắm tôm để anh em mình dùng nha. Bây giờ mình cắt thịt trước. Nếm quá. Thịt đây mình nghĩ nạc nhiều quá này đúng không? Nạc quá trời luôn, chắc da luôn rồi. Nạc nhiều quá. Đây mình nghĩ mà thịt đây thịt hơi mở một xíu sẽ ngon hơn. Nạc quá thì ăn nó hơi khô anh em ơi. Hồi sáng thì chợ hình như cái quán nào đó cũng có thịt ba chỉ đây như tăng là của em rành cái món đây thì em phụ em set up với Út đi. Anh món này là anh yếu đó. Nghe nói có bữa mà đậu mưa mấy đứa đi ăn bún đậu luôn hả? Dạ. Thèm quá mà muốn ruột mà. Trời mưa đậu mưa cả chục cái số đi ăn bún đậu. Này thấy cũng chuyên nghiệp đấy. Đầu lắm mà mình cũng không ăn bún đậu à. Hôm ngủ mơ luôn á. Thèm quá mơ hả? Ừ, thèm quá mơ luôn mà. Quá xạo. Quá xạo, cừ cũng quá xạo luôn. Em mời khách quán chủ quán mà quen mẹt luôn. Quen mẹt luôn á? Dạ. Ở đâu? Ở Hòa Hương hay Bùng Sơn? Hòa Hương anh. Hòa Hương á. Em vô không cần gì luôn, vô nói. Không cần nói luôn, vô hiểu ý luôn mà. Hiểu ý luôn hả? Vô thấy mặt là nó đem ra đâu. Tự động đem ra. Tự động đem ra luôn rồi. Nhảy cái so là máu ruột á chưa? Ruột mà anh. Đây này, thử nguyên liệu rồi mà cuốn ram, thịt ba chỉ, đậu hũ, dồi sụn mày. Dồi sụn. Bốn topping nha. Bốn topping. Đây luôn. Từ từ lư. Đấy, đây có. Sắc hết thịt luôn. Sắc hết luôn, làm topping đầy luôn. Bữa qua quán em mà sao biết thịt miếng thịt heo nó hầm 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 biết. Thịt la cốt. Heo sao mà xếp mẹ mẹ xếp từ từ lạc đặt với dúng bả vô mà tự thấy từ từ thôi chứ mày làm mày lạc đặt với đây cất mẹ không ở mình bán một phần bún đậu là nhiêu tiền 70 gì 70 bả 45 ngàn mẹ nhỏ đây là một người ăn á một gì một người ăn 40 ngàn mẹ nhỏ này gọi là mẹ nhỏ anh mẹ nhỏ là 40 mà mẹt lớn là 80. Gì giỡn thiệt vậy? Dạ. Sếp còn để phần bỏ mấy kia luôn nhút. Một phần ăn 40 ngàn. Dạ. Mờ có bao nhiêu? 4 miếng cuốn ram, 4 miếng thịt, 4 miếng dồi sụn, với lại 4 miếng đậu. 40 ngàn? Ừ, 40 ngàn. Ui, hồi giờ mình tưởng có tầm có 20 ngàn hay là 15, 20 ngàn, 25 ngàn cái gì. Bây giờ mình mới nghi là 40 ngàn một phần á. Còn cái phần 18 miếng là 80 ngàn. Còn 4 miếng là 40 ngàn. Gọi là mẹt lớn mẹt nhỏ á. Một người ăn, hai người ăn á. Ôi, lần đầu tiên mà mình nghĩ là chắc cỡ 20-25 ngàn một phần một người ăn. Mà ở quê mình bán 40 ngàn luôn á. Hồi giờ mình không rành mấy món này anh em ơi. Có chỗ bán 45 ngàn anh. Sau ra nếu vậy sau ra nếu cái đồ ăn mà như bún bò, bún giò, bún đậu, bánh tôm thì mình nghĩ món bún đậu là đắt tiền nhất ở quê mình á. Đúng rồi, món bún đậu là đắt nhất, còn bún giò nếu mà mình ăn cao nhất thì nó có 30 ngàn ấy. Mà mình thấy cái nguyên liệu để bán bún đậu bánh tôm thì đâu có mắc gì đâu ta. Nhưng mà nó lấy công nó làm lợi chứ gì. Em nghĩ là thuê nhân viên nữa. Quán nào cũng thuê nhân viên với em, quán bò người ta cũng có nhân viên mà. Chắc nó có một cái bí ẩn gì trong đấy anh em ơi. Không, cũng phải đâu. Vô thịt heo da mày hồng á là heo đột biến. Nên người ta lấy giá cao. Mà bình thường heo tén hình thường nó cũng bán vậy mà. Sao bữa heo sao nó hồng. Thì đó, heo đột biến. Chắc anh em mình đầu tư mở quán bún đậu coi.
Ồ anh, nhưng bây giờ mấy anh em mình mười mấy quán rồi, bây giờ biểu mở nữa rồi ai ai quản lý vô não em? Tại khách dài thì ngồi nhau mình luôn nha. Ai quản lý vô não em? Ai là người quản lý bán cho kịp chi? Mười mấy quán, mười quán rồi bây giờ. Em cứ mượn vợ về cho quản lý. Vâng. Bấm. Đây. Không. Xếp cũng làm lên. Thế là chỗ đẹp nữa đây. Ăn quán hoài mà xếp mà xấu nữa là coi như là sang luôn nha. Chợ đẹp luôn. Giòn á, vàng ngon á. Quán là người ta có bán kèm khế chiếu chát không? Không có anh. Cái đây là mình ưng ăn khế chiếu chát mà biểu Út nó sắc thèm anh em. Quán nó chỉ dưa leo với lại salad thôi. Nào kèm theo một viên kẹo nữa. Kẹo gì? Dạ kẹo em để xem ăn xem mà ngậm kẹo đỡ hao miệng anh. Em ăn tôm á. Bây giờ mình không ăn trong miếng tôm, mình trong miếng ruốc đi. Sau đó nếu một cái mâm này mấy anh em mình làm xong xuôi chắc mình nghĩ tầm cũng cỡ 5-7 kg á. Nếu bao nhiêu đây mà kêu bán thì mình nghĩ cũng khó nhiều tiền anh em ơi. Nếu bao nhiêu đây mình bán ra chắc cũng được 1 triệu chứ. Cỡ đó. Làm sao cũng cần chắc 7 kg. Nếu bán mà kêu một phần mà 4 miếng thịt, 4 miếng con ràm, 4 miếng đậu, 4 miếng dầu sụn thì cái đây bán phải hơn 1 triệu. Để anh em mình nghiên cứu tìm mặt bằng đây của em à. Để em nghiên cứu cho. Anh em mình cứ nấu mọi món cái cứ mở thêm một quán nha. Quán trải dài khắp khu vực Hòa Nhơn luôn. Đi đâu cũng biết món của anh em mình quá. Dầu sụn là mình có cát không? Xé nè. Bảo, quay qua. Rồi, còn dầu xuống nữa. Dùng re lên đây này. Còn reo nữa. Thôi, Út cũng chưa chuyên nghiệp mà ăn qua hàng biết mà. Nháy con thấy cũng chưa chuyên nghiệp mà. Bình tĩnh chứ, từ từ nó sẽ chuyên nghiệp chứ. Ui, sao lách ra để cộng hay là xét ra? Xét ra. Anh em mà đi ăn vặt nhiều cũng có tác dụng anh em ơi. Đấy, giờ xuống sẽ dày. Cái giòn gẫm luôn. Cái giòn cái phần vỏ này. Anh em mình thôi đợi trong suối có nước anh em mình này làm chiến cắm trại sinh tồn ở trong suối anh em ơi. Sinh tồn chiến nay tôi đi nữa nha. Không dám đâu. À, xỉu nay không mấy ai mà khiên cho nấu trời. Đi mà trật tay đặt chân rẽ có lấy đó mà chôn lại rồi nhớ ngày rồi anh em xeo lên hút cốt kia. Vậy cũng được chứ mắc gì đâu. Mấy anh em mình ngày hôm qua đi qua suối để xem thử tình hình mà hiện tại. Mưa ở quê mình cũng ít quá nè mà hiện nay suối hiện tại giờ cũng chưa có nước. Anh em mình cứ qua thêm chừng liên tục. Vì trong suối có nước thì anh em mình mới đi lên bắt cua và bắt quế được chứ lên trên rừng đi cắm trại sinh tồn mà không có nước thì không biết bắt được con gì. Anh em mình biểu đi săn bắt con voi, con heo rừng, con hổ thì chịu không. Chỉ có bắt quế, bắt cua. Mà rừng đấy thì sợ không có để mình bắt nữa nha. Ở quê mình thì suối rồi ít đồ đấy. Tàn cua với quế mà. Còn cũng có trắng thì ít vài con. Anh nói vậy ông bảo ông bị nó làm sợi dây chuyền cứu tỏi. Hết sợ nào. Hết sợ rồi. Dạ. Chạy với xe nhưng bảo đi một mình nha. Không. Thôi luôn. Giờ trẻ mơ ngủ rồi ngừ cánh xa rồi ngủ chi cho gà. Rồi bây giờ đợi giữa gió xét một ít dầu sụn vào của em trang trí thêm cái phần cái mâm bún đậu mắm tôm rồi anh em mình sẽ thưởng thức nha anh em. Đây là cái mâm bún đậu Út đã xắt sang rồi anh em ơi. Hôm nay anh em mình sẽ sử dụng mắm ruốc nha. Anh em mình không ăn có mắm tôm thì anh em mình ăn với mắm ruốc. Mắm ruốc ăn cũng rất là đỉnh luôn. Đỉnh mắm chết luôn. Không phức lên rồi. Vì mắm tôm thì nó rỉ còn mắm ruốc thì cà ở đây mà quán mà bán mắm ruốc gọi là dễ phá sản lắm đó nha. Đâu là. Ồ đây anh em. Mắm ruốc nguyên con anh em ơi. Ồ nó thơm đó chứ. Bao thơm luôn.
chắc là hũ này cũng không đủ, em nghĩ không đủ nữa rồi anh. Thế thêm á. Thêm không? Đây. Ít quá. Đây, sợ sợ gia vị nó không đủ nó mặn. Gia vị nhiều. Ok. Mình ăn sang, mình ăn mắm đay với quán em mắm tôm. Mình ăn mắm đay rồi quá sang rồi. Thơm. Dạ, thơm quá. Nãy mình đúng bài anh em ơi. Nãy em ăn bún đậu thì khỏi thả bàn luôn. Không kém gì mắm tôm à. Nếu ăn bún đậu mắm tôm một phần 40 ngàn mà nếu mà bán mắm đay thì người ta chắc thêm 10 ngàn, 20 ngàn tiền mắm nữa. Bù qua tiền mắm nha. Bù qua mắm chứ bán 40 ngàn rồi đổ. Rồi. Ồ, đã. Sợ em nhảy của em. Chạy nước miếng luôn á, miếng luôn á. Thấy tàu em rút luôn. Để mình làm miếng thịt ngầm ba chỉ á. Chỉ mình kèm miếng khế nè. Chấm đậm 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 đậm. Quét vô chút nữa. Mời em nha. Ui. Ngon quá. Rồi, anh em dùng đi. Rồi. Anh em dùng đây nha. Rồi. Anh em mình có khi nào ăn hết cái mâm này không? Hết rồi chị. Dạ không hết nào đâu. Này không phải là xé 3 ký. Thay dạ nhiều. Nhiều lắm, ăn khó mà hết được. Ông quá nó cũng chút mà. Đậu hình phải mạnh mạnh nè, ăn mới hết được. Em mình cho một ít thấp bình đậu chua qua đây. Của em ăn dưa leo rồi không? Dưa leo salad luôn anh. Anh bỏ đây, anh em gác gác này gác. Em ăn cũng dạng cũng phải đầy đủ vậy. Đầy đủ cho anh. Không. Quán sao mình dạy cho bán. Được mình nè. Cho mò thứ mua ít vô. Bạn phải chấm kèm là em mới ngon. Nghĩ chấm kèm ăn ngon hơn mà mình chan. Đúng rồi, ở chấm kèm. Chấm kèm hả? À, có cái chén nữa. Cấp mình cái chén mình chấm cho. Ôi. Trộn lên em ơi. Vung tập binh chứ. Mẹ mày quá ngon rồi. Hồ đã chứ. Nghĩ mém đấy, mém nước á. Khi hết nữa, hết đâu luôn á. Mời anh em nha. Ngon quá. Hồ đã. Đổ đều lên. Sao ngon không? Mà anh sai rồi. Lắm ngon. Yeah. Đang đi để vào bếp thưởng thức trước nha. À, quên. Lỡ anh em. Không, để cho điểm mờ. Đừng đi đầu bếp mới theo chứ. Để không, đầu bếp nấu rồi, đầu bếp mình thưởng thức trước nha. Không. Vô. Ai bảo. Giúp vô. Được không? Đó. Nhiều tốn ngon. Không. Ui, của em, lỡ mấy của em. Mời cả nhà nha. Mới vô chung à. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ngon. Quá là ngon à. Ngon quá chị vô. Theo quan điểm mình nha. Cái sầu sườn lên mua ở chợ mua đâu Úc. Chợ. Quan điểm mình sầu sườn ăn không ngon. Mình thấy ăn thua cái lòng dồi. Sầu sườn ăn. Mình ăn nhiều chỗ à. Mà thấy chỗ này bán sầu sườn dở này. Quá dở luôn. Ăn như bột á, người ta bỏ bột nó nhiều quá sao? Bột nhiều quá. Ăn như bột quá dở luôn. Không, nó bán như vậy nè. Vô không dở. Ừ. Thì bán như vậy mới có lợi chứ bán như nữa ấy thì sao có lợi được vậy? Cái gì cũng vậy chứ. Đúng chị vô thì em cũng đậm tâm hoài nấu cũng ngon anh. Mà đơn giản mà để luộc thịt chiên cũng ram chiên đậu thôi chứ làm gì đâu. Mém ngon nè. Ngon. Hợp lý á. Mình sang Hồng Hải Nhi. Ôi. Giờ em tấu đừng có đủ đi em muốn đậu nữa chị vô. Chị ăn cho đá chứ đừng đấu đừng đuổi qua má. Đừng cầm ít đậu kêu với em nữa nha. Giờ anh lại là no rồi mà lấy đậu anh nữa. Qua ngày mai nữa. Đậu ở mưa rồi đi. Ồ mời cả nhà quốc vô. Nắm nước hợp lý luôn á.
Ngon. Ngon em. Quá đỡ luôn rồi. Ngon. Giờ thử thách chị Vố ăn hết mà mẹt bún đậu ha. Siêu tô khổng lồ. Ừ, ăn hết rồi. Mà thấy không? Thấy em nghĩ á, đa số cái món này là tuổi như của em Bảo đồ với mấy con gái thích ăn cái món này. Dạ. Chứ như quan điểm anh thì anh ăn vui 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 à. Chứ không thích ăn. Lắp vỗ rồi cũng vài giòn. Ừ. Cho em cũng mềm. Nó dùng bột nhiều. Em này em không thích em gì cả. Chứ em gái em không được đâu em đi ăn được đâu. Chứ vô mì ca mà kêu không cấp độ đâu cũng ngại ngại. Anh từ từ mà lúc quay clip đi vô quán mà đi quay clip mà ăn bún đậu hoặc là ăn mì ca hoặc uống trà sữa rồi đi quay clip á. Chứ anh mà không quay clip từ nhỏ giờ không giờ anh vô mấy chỗ đấy. Anh vô anh dị quá. Thiệt luôn á. Vô mấy đấy thấy anh thấy xấu xa dị quá. Đúng không? Còn anh mà hỏi chỗ nào có quán nhậu, chỗ quán chỗ nào má mở quán nào nhậu ngon là biết đi còn. Còn mấy quán mà kêu ăn giặt anh chứ thua. Để mình làm miếng nữa cho cụ hiểu vô ăn đi. Mình mấy món này thì mình không hảo lắm. Ăn vậy đã. Mấy món ngon. Ui. Thấy các bạn. Mấy món ngon à. Vậy. Đó chưa? Trộn điều lên nữa, nó thấm vô nữa. Nói em có nhu cầu mua những sản phẩm mắm của mình thì liên hệ trực tiếp Zalo mình nha anh em. Quét vô mắm nhiều vô đây nè, ăn mới đã. Đúng rồi, mắm nhiều, trộn điều lên nó thấm nữa. Thấm nữa vô là giấc. Mời cả nhà nha. Quá đã luôn. Đó, chị Vố mưa cũng hè cho sáng nay cũng răng thì định tối nay đủ chị đi qua ăn hết chơi cô em đồ hiểu qua ăn ăn rồi sáng nay chị làm bánh đậu hôm ngủ mơ thấy bánh đậu mà thèm bánh đậu luôn mà hợp lý á. Em muốn gì là làm món đó à. Ngon. Vậy ăn có được á hai ba tô vậy không? Chắc là cỡ đó anh. Qua quán. Chưa à, mua quán em mệt nhỏ, em hết mệt nhỏ, không thấy sao nó không đói. Kia lại mệt nhỏ nữa. Em không. Đâu mà dám ăn một mệt bự với một mệt nhỏ. Về vậy? Ừ. Mệt bự 80.000 nghe. Dọn tới nhiều. Anh không nói quất thêm kêu mệt nhỏ nữa. Cục mệt nhỏ cỡ một tô đầy không? Không. Có yếu em. Có bún nó là làm bún cục nó làm cục nó ép cục đó anh làm chất cục gì đâu có ba cục về rồi bây giờ mình sẽ để cô Hiểu vô thưởng thức nha anh em thưởng thức món bún đậu mắm tôm của chị Vố bây giờ tới Hiểu sẽ vô dùng món bún đậu nha chắc mấy thành viên trong team mình thì ai cũng fan món này ngoại trừ mình nè tôi chiều nay mà buồn đủ mấy chị em đi thôi. Đây chắc ngon lắm. Ừ, ngon lắm, nhiều rồi, ăn thử đi. Tuổi tin như thế này là mấy anh em thích ăn bún đậu rồi. Mình em qua tuổi rồi. Cố mở thêm xíu nữa ngon. Wow. Đúng bà, mấy anh đã chứ. Mấy ngon bạn, nó làm muốn. Nó không mặn, mấy nó vừa ăn mấy nó không có mặn. Dở ra vậy vừa ăn. Ừ. Mời cả nhà nha. Trên từng loại mắm thì mình có hướng dẫn cái cách sử dụng từng loại mắm để cho mọi người về dễ chế biến. Hợp lý không? Ngon. Món này chín điểm bả, mắm đậm bả. Ngon, cho 8 điểm. Mắm ăn là ngon mà bạn ăn 8 điểm ăn, Hiểu cho điểm. Ừ. Em cho 9 điểm bả. Em chưa cho điểm rồi. Nói ăn được miếng hỏi cho điểm. Bây giờ ăn đi.
anh em mình ăn còn dư cái đem cho mấy cô chị hàng xóm này, sẽ phái lắm. Ăn cho nó đỡ. Ăn một bữa cho nó đỡ, khỏi vô quán nữa. Không đỡ nữa đâu, vô quán chứ nữa. Bà ăn bữa khoảng tới cuối tháng luôn, ớn tới cuối tháng luôn. Giờ ăn ớn tới cuối luôn chứ. Mâm này con này xếp 7 kg. Vừa thịt vừa bún. Mâm này để ông em đang từ sáng tới trưa luôn, thử thách đang từ sáng tới trưa. Quê em ăn hết không? Làm sao mà hết nổ? Sao hết nổ? Ừ. Không? Em là một người kén ăn nhất trong nhà, mà từ lúc đi quay là cái đầu mới ăn nhiều á. Là kén ăn dữ chưa? Ở nhà kén ăn lắm. Nhà nhiều lúc nhịn đói một ngày luôn. Cô em làm với anh được tháng mấy chắc lên được vài cân đấy á. Lên được 2-3 kg rồi anh. À, vậy là tốt. Nhà kén ăn quá mà. Tốt. Từ lúc làm với anh là mới ăn nhiều rồi nha. Phải làm giòn ghê, ăn giòn lụm luôn. Dịch mấy vô, bỏ vô. Ừ. Quế đậm vô, đây quế đậm vô mới ngon. Gì quế đậm gì, dít cục gì ôm vô luôn chứ. Ừ. Ngon không? Gì bà em nói gì là em suy nghĩ xem, nói cứ nói gì cái 2-3 từ cái dừng lại. Nói gì là mình phải mình nghĩ rồi mình nói cái 2-3 từ cái dừng lại mất tiêu. Người ta đang hém cái câu chuyện. Nói kêu chị gió làm thinh xem. Ngắt ngẹn mất. Ê bữa anh lấy ra vậy, nó lấy ra vậy. Hát hát em biết lấy ra vậy. Ăn mạnh cho chị gió ơi. Món gì gió làm ngon á. Ừ. Lấy điểm. Tại mình rửa. Ngon thật. Chơi chị gió, bữa xe chị gió chứ buồn chị không nấu nữa. Nấu chưa? Đâu, muốn nói gì? Đâu. Muốn nói gì? Món này có rô mít xê nữa là y kiểu luôn á. Đâu vậy? À, mùa nãy quên, bắp xê. Bắp xê vậy? Ờ. Rồi, bắp xê gì? Bắp xê không ai vừa tét hả? Ờ, bán này bán món vừa tét. Tổng là vừa tét bán rau mà. Vừa tét là sao? Dạ, là bố vừa hoa đường, rồi nặng tét vô. Là gọi là vừa tét đi. Dạ. Bỏ tè. Vậy là gọi là dừa tét vậy hả? Dạ, mấy hôm nay em uống đúng một lần rồi. Còn dừa nặng cam vô gọi là dừa cam hả? Dừa dễ sao đâu, không dễ làm mà. Nhiều món mới lại vậy ta. Món này mới về thị trường Việt Nam sao vậy? Mới về. Mới về ở bên đó anh. Mới về bên Bình Thương á. À. Bán cho Mùng Sơn nhiều á. Mém đậm đà vậy. Mém... quá mấy người ta chọn 10 điểm luôn. Kì quá. Cho miếng ớt kì quá. Đây mấy đây mà đi bán hàng khâu á, nhanh phá sản á. Bây giờ cái đây mình thử thách rồi mình fix máy quay để cho anh em ăn thử tới mấy giờ là hết cái này rồi. Không hết đâu anh, đây không hết đâu. Em mua bún bò bán bún bò hay mua bún chi nhiều con. Thì em về em làm thử thách. Miếng đậu thì phải ăn miếng đậu nữa. Miếng đậu là phải có đậu kèm, miếng kèm. Lại đậu có miếng. Đậu miếng kèm. Quá đã. Ngon. Em làm tàu to cứ 3 rồi mà. Gần hết tô mén nữa rồi. Tàu 3 rồi mà. Chắc kiểu là giỏ thêm một tô mén nữa. Gần hết rồi mà. Hết mén nữa rồi. Thánh ăn mém mà. Ăn mém mình múc dại dừa chứ mai nó múc hết là nó sẽ bị mặn. Mình lúc có phải có định lượng khi mình giả chứ. Anh em giả định lượng cỡ nửa hũ mém mà anh em rót một hũ mém đầy thì chắc chắn nó sẽ bị mặn. Mình giả theo định lượng thôi. Cái này gì ta? Dừa sụn á. Dừa sụn.
sao ăn nó bở 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 bỏ bột, bột nhiều bột quá, bột nhiều quá. Ừ, mời nha. Sụng ăn nó ít, sụng ít quá. Ừ. Ăn cho nó ngon. Ừ. Đây giờ mình thấy là cũng làm ngon nhất nè, cũng làm nhân giòn, cũng làm tôm nè. Giòn. Ăn theo một tô nữa. Tôi thích ăn một tô. Ba tô mà. Rồi em mấy tô không? Ba tô. Ba tô ơi. Hai tô đâu? Đó. Hai tô rồi nè. Món ruột mà. Phải luộc á. Chuyện nào cũng lỗ, chạy im mình đi ăn món đậu đi. Đi sao trời mưa bằng sát mưa đi luôn. Dạ luôn. Mờ quán giờ, bây giờ nó thèm quá mà làm sao mà cứ nói. Mờ quán vẫn có khách luôn. Mưa trời mưa mà vẫn có khách đông. Làm bao nữa bạn? Quá là mời tôi bạn. Ném nữa. Quán đậu với gẹp mà mười người khách như mình chắc phá sản luôn. Bán đồng anh, bán đồng đen. Đây là đâu khác gì bán đâu, ngon hơn quán lắm nè. Mình làm phải ngon. Mình làm nó phải ngon hơn quán, quán nó bán ngon. Mình làm đồ chất lượng mà. Thôi 4 miếng rồi, mỗi thứ 4 miếng. Bây giờ quán nó bán, nó bán mà nó làm như mình, lấy đâu có là tiền đâu, trả nhân viên là mẹt bèn. Chùm đâm tiền. Mỗi lần em chắc là em mẹt không no, nó kêu thêm một mẹt nữa. Này còn phải khá nhiều luôn. Ba chỉ này, cuốn tôm, đậu hũ chiên và dồi sụn. Mình nghĩ mấy cái món này mà bán gần lẩu trường cấp 2, cấp 3 này mình nghĩ sẽ có khách đó. Đúng rồi, cấp 3. Cấp 3 rồi á. Cấp 3 nhiều tiền á. Phải thấy em bán trà sữa rồi đó, đồ ăn vẹt là mấy bán gần trường là. Bán đồ gần trường chứ bán mà ở ngoài mà... mấy hộ người dân mà lớn lớn tuổi chắc không ai ăn rồi. Chứ trẻ bây giờ nó thiệt, nó ghiền mì ca rồi á. Ca trà sữa. À bữa nào mình làm món mì kê. Thôi chị đâu ăn ca được, bây giờ làm mì ca. Đây. Thôi mình làm cấp độ bể thâu. Cô bể cấp độ rồi, biết bể thâu cấp bể thâu rồi. Bể thâu á. Cấp 1 em ăn được chưa, biết cấp độ. Những nhà mở lần vô mì ke á, kêu cậu làm con mì ke mà không ke nha. Nhìn tao cũng tao mì cay mà không cay, đi ăn con mì cay chi. Em được kiểu mình thay mì cay mà. Mình thay mì cay mà không ăn cay mà kêu thay mì cay. Do kêu cấp độ không. Vậy nhờ mua tôm ăn chi. Nên em đâu đi ăn mì cay đâu, em ăn không được mà do kêu nó ngại thôi ở nhờ. Kêu cấp độ không. Vậy thôi lên không cấp độ. Đi không đồ bán cay cha. Vậy là... Canh nhĩ à. Không, vậy bây giờ là mình... bữa nào mình thử thách ăn mì cay đi, cấp độ đi. Cái đó em đầu hàng. Ghê như không ghê. Ghê như không ghê. Bây giờ tao cho bốn ông, mấy ông lựa hai người ăn ghê nhất. Ông của em hiểu, ông Bảo với ông Út. Tôi chấp một chấp hai. Ăn mì ghê với tôi. Không dám. Thua. Mì ghê luôn, sợ gì. Thua. Không, bây giờ mình thử thách bốn anh này đi. Bốn anh này ai là người ăn mì ghê giỏi nhất đi. mình ăn ca thì mấy thí sinh đây là bất lòng. Lại hết từ ngày một. Rồi từ bạn gửi xe. Bây giờ anh chấp bốn đài luôn rồi của ông ăn bèn lạ anh với đã anh em, hôm nay được ước nghiện chưa? Quá đã luôn anh ơi. Ước nghiện đã thành hiện thực. Rồi ớn rồi, ăn ơi ớn rồi, tới cuối tháng chứ khỏi phải thèm nữa. Sao em bẻ nhiều vậy? Em làm ba tô giờ no luôn anh. Thôi Út thấy sắp no chưa? Sắp no rồi. Làm được tô nữa không? Ừ. Bảo làm được tô nữa không? Dạ không. Bảo giờ không tô, giờ em không nấu rồi. Giờ em ba tô là no rồi. Anh nãy giờ chưa ngừng nghỉ luôn mà. Rồi anh em ơi, chắc bây giờ mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Hôm nay Út cũng làm cái mâm bún đậu bánh tôm cho mấy anh em thưởng thức cũng khá là ngon. Đối với anh em như mình thì mình quý khảo không đây này. Mình cũng thấy cũng bình thường không. Bây giờ mấy anh em
Lưu ý mấy anh em thông tin về cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Còn mọi người có nhu cầu mua những sản phẩm của mình để ủng hộ hoặc trải nghiệm thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. Bây giờ mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Chào anh em. Chào cả nhà.